Chào các bạn, hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn phần mềm thiết kế đồ họa CorelDRAW. Thì hôm qua mình đã làm video giới thiệu về sơ lược phát triển của phần mềm CorelDRAW. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là giao diện của phần mềm CorelDRAW. Thì đầu tiên, để thiết lập một trang giấy sản phẩm thì các bạn vào File, chọn New, và các bạn sẽ đặt cái tên sẽ xử lý. Thế đây tôi sẽ đặt cái tên là thiết kế bao bì, và ở đây là tôi sẽ chọn hệ màu, thì tôi sẽ chọn hệ màu là semi K, và size tôi sẽ chọn khổ giấy thì tôi chọn là A3, tùy theo các bạn sử dụng. Và khổ A3 này có chiều ngang là 29.7 và chiều cao là 42.0. Thì các bạn muốn đổi mili thành là centi thì các bạn chọn vào hộp thoại ở đây và các bạn chọn lại là centi. Và các bạn nhìn thấy ở bên đây là chiều ngang thì các bạn chọn lại ở khổ giấy ở đây là đứng, thì nó sẽ là đứng. Và ở đây là số lượng của trang giấy mà chúng ta cần thiết lập. Ví dụ như các bạn muốn chọn ra là 2 thì nó sẽ có 2 trang giấy, 3 thì nó sẽ ra 3 trang giấy. Các bạn bấm ở đây đó. Ví dụ như đây tôi sẽ chọn chỗ này là 1. Thì ở đây Primary Color Mode là Semi K, lúc nãy tôi đã chọn ở trên đây để thiết lập nó thì nó đã là Semi K 4 màu. Và resolution là 300 ppi, và tất cả ở đây là đều mặc định ở đây. Các bạn chọn là RGB EIC 6916 2.1, các bạn chọn ở đây và các bạn đồng ý thì ok. Và nếu như các bạn muốn lưu lại cái thông tin này, các bạn sử dụng lại cho lần kế tiếp thì các bạn chọn vào mục Add Set đây, và chọn vào đây và đặt cái tên nó ở đây. Ví dụ như các bạn đang xem kênh là chia sẻ kiến thức cuộc sống thì mình sẽ đặt cái tên nó luôn. Thì đây là cái kênh YouTube của mình thì mình sẽ đặt đây luôn. Ok. Và các bạn đã đồng ý với thiết lập ở đây thì sau này các bạn chỉ cần mở ra và các bạn sử dụng lại và không cần phải thiết lập lại từ đầu nữa. Và các bạn có muốn cho hộp thoại này xuất hiện lại hay không? Nếu như các bạn không muốn cho hộp thoại này xuất hiện lại nữa thì các bạn chọn là vào đây là Do not show this dialog again. Ok. Và tôi sẽ đồng ý. Ok. Thì tôi đã đồng ý với khổ giấy này. Thì và hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì bạn hãy đăng ký, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và hãy đón xem video kế tiếp của mình sẽ chia sẻ đến các bạn về những công cụ cơ bản trong CorelDRAW dùng để thiết kế in ấn. Xin trân trọng chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.